Đây là định kỳ phải đi bảo dưỡng anh em ạ. Một cái tủ hộp cáp này phải bảo dưỡng, phải chụp ảnh đúng không ạ? Cái tủ này cũng lâu lắm rồi thì không vào đây. Đi bảo dưỡng thì mình có rẻ lau các. Đây là khăn nước. Khăn nước này lau lau được. Lau bằng khăn ướt kiến nó bám vào trong thành. Đập một phát như là xong. Nó chui vào được cái khe này nhá. Nó chui được nhiều. Đây là cái tủ của đối tác họ làm cho nên họ làm rất tốt. Họ làm theo đúng cái chuẩn. Mình chỉ có đến để lau qua mấy cái này thôi. Tủ này thì cần phải hai cái. Tí phải dùng cây rẻ này để lau anh ạ. Dùng cái quần của trẻ con này. Đây là cái giấy đề can anh em ạ. Giấy đề can để mình đi dán cho nó dễ. Đây, tủ 1328. Đây là tủ cuối cùng của xã này. Đây anh em nhé, có cái biển in mà mình lắp ở dưới. Ui, cái này thừa hơn tí. Đợt trước là anh em sử dụng sơn nhưng mà sơn không ăn thua rồi. Sơn cho vào cái lớp này một thời gian khoảng độ tầm 2-3 tháng là lại bong bong hết. Mỗi một cái tờ như này 1.700 nhưng mà làm nó sướng anh em. Đấy, mình dán lên cái là nó xong. Hơi dài anh ạ. Hơi dài mình phải cắt đi một chút.
mình sẽ dán sát cái mép dưới này. Này to quá nhỉ. Khi mà đã củng cố xong thì anh em vào guốc để anh em đóng tủ cáp. Hôm nay còn có 7 ngày và 20 tủ. Đây tủ 28 này, 13, 28 này. Ở đây thì cần phải đóng đủ 8 ảnh. Phía toàn cảnh hộp phía sau. Phía sau là cái góc bên đấy. Đây, 4 đài này. Phía trước thì mặt tủ. Thì được răng lược. Răng lược cái khe này anh em. Cho dây thuê bao không cho dây ra cường là những cái khu vực dưới này. Đấy, một cái tủ mình chỉ cần 4 ảnh là xong anh em. Anh em rà soát lại chỗ niêm nhé, để những cái ví dụ mình có làm sai thì mình cập nhật lại luôn này. 179 1328 123 cò là cột 6 luôn, 3 này, tươm cột 2, quỳnh cột 1. Những cái tủ như này, những gioăng cao su như này anh em đậy cho nó kín mà không kiến nó vào được. Nhiều đồ rồi nhá. Mình vừa mới mua cái chai này để bịt những cái lỗ như này, mình xịt vào mấy cái lỗ như này kiến là nó sẽ không chui vào được. Ha ha ha!
Cái này xịt mạnh nhé. Cái này tạo bọt xong này lúc nãy xịt hơi mạnh nhỉ nhỉ. Khi nào cái này khô lại nhìn đẹp phết. Đi sửa lại tủ mà.
đây lắm. Mà đi bỏ thì lâu chui tù cô Miền á? Cam ở đâu? Nó bảo sao? Ông Miền
hay là lại xóa mất rồi? Không tìm thấy thông tin thiết bị á? Chờ tí. Tí kiểm tí em xem lại cho. À, thế chị có chị có vòng quay nhà kia thì vào thu tiền nhé. Nhà cam hôm qua ấy. Hôm qua lúc em làm xong nhưng mà anh đấy đi vắng. Anh đấy đi bán keo hay gì đấy. Có mỗi 30 mét dây điện. 342.2 thôi. Tí nước vào, xịt một tí nước vào để nó bám cái bề mặt của cái lỗ hổng. Chưa đọc hết hướng dẫn sử dụng đã, sử dụng rồi.